anh không anh ạ? À? À, em bị xử lý rồi. Nãy em view Jasmine đầu tiên gặp nó bị màn hình trắng mà, nhưng mà em vừa xem và xử lý rồi. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, đây. Điều chưa? Chị lên có chat đúng không? À chưa, quay cái banner đi ạ. À trong kia bật sáng ấy. Bỏ cái ca sĩ Mạnh Quý, ca sĩ Mạnh Quý không phải trả cho các bạn. Vâng, thì anh Quý ạ. Với vòng thi đấu tiếp theo, vòng thi đấu chọn ra vòng 6 người để có thể đi vòng thi đấu tiếp theo. Đây là vòng thi đấu 1-10. Và trong vòng thi đấu cũ vừa rồi thì chúng ta đã chọn ra được 10 gương mặt để 10 gương mặt để góp mặt ở trong vòng thi đấu 1-10 này. Và trên kênh sóng này các bạn theo dõi mảnh máy của tuyển thủ Quang và thiếu Huỳnh Vũ Lâm. Trong kênh sóng khác các bạn sẽ không thiếu game thủ được, sẽ được theo dõi mảnh máy game thủ Đàm Bình Quân đối với đầu game thủ Như Đình Sĩ. Vậy nhưng mà là bất ngờ lớn nhất của giải đến thời hiện tại thì đang là một bất ngờ, đó là game thủ được đánh giá là rất cứng, game thủ thuộc top 2, đó là game thủ bóng đêm đã bị loại trước game thủ Trần Anh Quang. Và game thủ là các bạn sẽ theo dõi hình máy ngay sau bây giờ đây. Và đây là anh chuẩn bị đã vào mạng rồi, anh chuẩn bị tắt mạng đó, gửi cho anh ấy, gửi cho Facebook. Vâng, và đây là 10 game thủ được góp mặt ở trong vòng thi đấu tiếp theo, vòng thi đấu thứ vòng thiếu một người. Vâng, game thủ Phạm Hữu Nhã sẽ thiếu game thủ Nguyễn Văn Quyết, game thủ Nguyễn Văn Ma sẽ thiếu game thủ Hưng Sao Đỏ, game thủ Nguyễn Tùng Lâm thiếu game thủ Trần Anh Quang, game thủ Đinh Tùng Lâm thiếu game thủ Trần Văn An, bao gồm là game thủ Như Đình Sĩ và game thủ Đàm Bình Quân. Và bắt đầu từ vòng này các thi đấu thêm cả là từ lại Asian nữa, và thêm từ lại Asian này nếu mà hòa cho thể ra được và từ lại Asian thì ta thi đấu từ lại tiếp theo để loại thi đấu xem để có thể phân định thắng thua. Và trong vòng thi đấu này 10 người sẽ chọn ra 5 người, và 5 người còn lại sẽ có một tài đấu bốc thăm, một lần thi đấu may mắn dành cho một trong 5 game thủ để có thể tiếp tục đến vòng thứ theo vòng đấu 1-6. Và bây giờ đây chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên ở trong vòng thi đấu 1-10 này. Trần Anh Quang đối đầu với Nguyễn Tùng Lâm, và trận đấu cũng đã được bắt đầu. Đây là hình máy của game thủ cầm Katarian, game thủ vâng Trần Anh Quang, bên phía bên kia là người cầm đây là như là tôi lên lấy được tiếng game rồi. Và bất ngờ lớn nhất của giải, game thủ bóng đêm đã bị loại trước game thủ Trần Anh Quang. Đây là quái quả đầu tiên, nhưng mà hơi có vẻ hơi xấu. 7 cây. Vâng, tăng chiếc PG thủ được. Tôi muốn một thể loại đúng không em? Hai luôn à? Hai thể loại trong bốn. Không chẳng hai. Bán kết chẳng chưa chẳng hai. Vậy đó. Chắc là cái chế độ ra với ở bảng nó chưa đấy à? Chắc là anh cái chế độ đấy. Chế độ.
tiền bên phía kia, tôi nhớ như là cầm bên phía kia thì game thủ Nguyễn Tùng Lâm là game thủ cầm một quân cung gì đó, không nhầm thì là Hitty, không biết có phải không. Nhưng đại khái là Catalan ở trong cái map solo này thì là tương đối yếu rồi. Đây là quân thì có lẽ chỉ mạnh hơn Greg một tí thôi. Quân yếu nhất thì là Greg trong solo, solo random. Còn quân yếu thứ nhì có lẽ rằng đó là Catalan. Trong so này vẫn có lợi thế một chút với quân phủ của mình. Tại vì trong so còn lại quân khắc chế những quân chém những quân thuần chém rất tốt với những quân phủ siêu siêu rẻ của mình. Gọi của công xá và bầy đầu đang đùa rất nhanh. Ba con về đã về từ tôi sớm hơn xa. Có còn hai con hiêu nữa. Thì với cái bài Kahara này có lẽ nó sẽ là bài đánh gà vàng thôi. Chứ bài đánh không có máy thì có vẻ nó hơi dị. Thường thường các thủ sẽ không lựa chọn đánh hiểm như vậy. Như vậy là thêm một đàn hiêu nữa. Cái đéo gần phải có cái đéo như 200 đồng rồi đúng không? Cái gì? Phải có cái đéo như 200 đồng rồi. 200 đồng gì? Cái đéo gì dưới này? Có à, đéo có chứ. Mobi cái đéo gì? Bỏ mỗi ca sĩ quen quý rồi còn lại tất cả. Mobi gói cước cái gì này? Gói co? Có DK game này. Có DK game sai rồi. Mày có, sao mày đều có? Không có mà. Quay trở lại trận đấu này thì chiếc vé đầu tiên cũng đã được thiết kế dành cho game thủ của Trần Đình Quang. Vừa rồi là một pha câu hai voi nhưng mà không thành công. Mà hai voi nó vẫn đang ở nguyên đây rồi. Và Trần Đình Quang vẫn đang tiếp tục câu hai, muốn câu hai voi về nhà của mình, không gọi là câu một voi rồi. Sẽ bài đánh bao nhiêu dân, như vậy là sẽ bài đánh khoảng tầm 25 dân. Trận anh thi đấu có vẻ là hơi không ổn cho lắm. Một pha những pha câu voi dường như là không phải quá quẩn. Cắt dần dạng không công, một pha ôm cua bằng rất may mắn cho anh và một pha ôm cua thành công bằng tí nữa thì bị xòe. Bây giờ thì cắt dần ra là nhiều thứ hai, bài đã vẫn chủ động dành cho trận sau bài tiếp tục xin dần, dường như là một bài đánh nhiều dần. 26 dần rồi còn mới đã ngừng xin dần này chưa, bây giờ mới ngừng xin dần. Trận đấu mà đánh khá nhiều dần, tôi nghĩ anh sẽ đánh giờ, tôi không nghĩ anh sẽ đánh tới 26 dần bài này. Thêm đàn hiêu nữa thì bà là đồ đã đủ. Và này thì bài, đây là một cái bài mà anh nên muộn lắm. Rất muộn bài. Khả năng sẽ là bài kích cỏ tầm đầu 11. Đấy là một nhanh. Thậm chí phải cuối 11 hoặc là đầu 12. Những con voi đang không còn quá nhiều máu. Vợ còn chết, mất con voi hơi lãng xẹt. Nên thì cắt thêm những con dần ra để ăn đàn hiêu thứ hai. Bài đang là rất xấu. Và bên phía bên kia thì Nguyễn Tùng Lâm đang có cái điểm số là rất cao. Và con xe giò của Nguyễn Tùng Lâm cũng đã giò ra nhà của Trần Anh Quang rồi.